Thưa quý vị, dân làng Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức đã thả 15 trong số 36 công an bị dân giữ làm con tin sau khi cơ quan chức năng bắt giữ một số dân làng trong vụ việc tranh chấp đất đai lâu nay tại địa phương. Các hãng tin nước ngoài như Reuters, AP trích dẫn truyền thông trong nước như vừa nêu. Theo đó, phía chính quyền cũng trả tự do cho 4 người dân bị bắt hôm ngày 15 tháng 4 với cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Bản tin của hãng Reuters đánh đi từ Hà Nội còn dẫn lời một người đại diện cho dân làng tên Bùi Việt Hiếu cho biết người dân sẵn sàng trả tự do cho số 21 người hiện còn bị dân trúng giữ. Theo truyền thông trong nước, thì ngoài 15 công an được trả tự do, ba người khác tự giải thoát. Thông tin xã Việt Nam loan thông tin mới nhất từ ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội ngày 18 tháng 4, mặc dù có đề cập đến sự buông lỏng trách nhiệm của chính quyền địa phương dẫn tới việc lấn chiếm đất đai quốc phòng, nhưng quy trách nhiệm vụ xung đột hiện nay là do dân chúng không chấp hành những phương cách giải quyết của chính quyền mà cứ tiếp tục biểu tình khiếu nại kéo dài. Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nói với báo chí rằng chính quyền sẽ giải quyết vụ việc đồng tâm Mỹ Đức theo đúng pháp luật và chính quyền sẽ không nhận nhượng. Xin nhắc lại là xung đột giữa dân chúng đồng tâm Mỹ Đức bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 khi công an bắt giữ 4 người dân làng với tội danh gây rối trật tự công cộng. Đáp lại, dân làng đã cầm giữ tất cả 36 nhân viên công an và cảnh sát làm con tin, đồng thời tổ chức canh gác cẩn mật làng xóm của mình. Trong khi đó, Bên ngoài, một lực lượng lớn cảnh sát cơ động được điều đến để kiểm soát tình hình. Luật sư Trần Vũ Hải, người có tiếp xúc với dân làng Đồng Tâm nói với chúng tôi hôm 17 tháng 4 rằng dân làng hiện không còn tin ở chính quyền. Hôm nay luật sư Hải cho biết trên trang Facebook của ông rằng ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch thành phố Hà Nội nói với ông qua điện thoại rằng ông Trung không có hứa sẽ đến đối thoại với người dân trong ngày hôm nay như trước đó đã nói với các luật sư và dân làng. Vào lúc 6 giờ 18 phút chiều ngày 18 tháng 4, biên tập viên gia minh của Đài Á Châu Từ Do gọi điện thoại cho ông chủ tịch Nguyễn Đức Trung để hỏi về thông tin liên quan, nhưng ông này cáo bận họp. Xin xin lỗi anh Minh, tôi đang họp với anh Minh ạ, nhé, mà.